vừa mới học xong mà chị làm gì có cái gì cho em ăn đâu. Em đi em chui đầu tủ lạnh nhưng không thể bỏ hết đồ ăn. Ngồi ở trong đấy để em ngồi ở trong đấy để em ăn cả em chết luôn. Nhưng mà chị chẳng có gì cho em ăn cả. Ôi trời ơi, may thế. Cuối cùng mình cũng học xong rồi. Ui, nhưng mà trời nóng thế nhỉ. Mồ hôi mình chảy ra cả xô rồi. Trời ơi, nóng quá. Khiếp trời, nắng chang chang cái kia mà mình nóng thế này, ước gì có cái kem ăn nhỏ. Đúng rồi, mình nhớ rồi, trong tủ mình hôm nọ vẫn còn một cái kem dưa hấu chưa ăn. Ui, đúng là thích hợp mà. Bây giờ mình đi lấy kem mình ăn thôi. Trời ơi các bạn ơi, nhìn nè, ngon chưa? Ui, cái kem màu giống y hệt quả dưa hấu luôn, có cả lớp nhân rồi lớp vỏ rồi cả hạt sô cô la, cái que lại còn màu đỏ này. Cái kiểu ngon quá, ngon quá, hương vị quá, thơm nhẹ quá, tạm nha.
Thôi em ăn hết một kem. Đấy, chị Tâm ăn đi nhá. Thôi em đi chơi đây, bye bye.